Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các quán ăn uống trên địa bàn quận. Đoàn đã kiểm tra tại 3 cơ sở dịch vụ ăn uống có kinh doanh rượu bia ở phường Xuân Khánh, Hưng Lợi, An Phú về việc thực hiện các cam kết kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch đối với cơ sở và người lao động theo quy định. Qua đó, đoàn lập biên bản xử phạt 2 cơ sở vi phạm các lỗi như không thực hiện quét mã QR khai báo y tế đối với nhân viên và khách hàng phục vụ thức uống rượu bia tại quán, đồng thời nhắc nhở một cơ sở kinh doanh thức uống phải nghiêm túc tuân thủ quy định phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố, nhất là đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu tại cơ sở.